Trời hôm nay mưa gió quá. Hôm nay em cầm đến cho quý anh chị một mẫu 7 chỗ rất là quen thuộc, một chiếc mang tên là Toyota Innova. Đấy, 7 chỗ cao to dài rộng, xe cực kỳ chất, cực kỳ đẹp, nguyên zin hết cho quý anh chị nhà mình nhé. Đấy, hôm nay này ngày mùng 1, một tháng cuối năm của năm 2023 Quý Sửu quá nhé. Đấy, về cho quý anh chị một mẫu này để quý anh chị tham khảo, để kiếm cho gia đình nhà mình một chiếc về chạy gia đình cũng như là dịch vụ đầu năm, năm mới, để cho quý anh chị một mẫu siêu chất siêu đẹp quý anh chị nhé. Hãy sơ qua một phần form dáng bên ngoài để quý anh chị nhà mình xem qua nhé quý anh chị nhé. Đây, em quay chi tiết từng phần để quý bác anh chị nhà mình xem và đánh giá tham khảo với những chiếc Innova 2015 cùng đời trên thị trường, xem là nó chất nó đẹp như nào nhé quý anh chị nhé. Đây, cặp đèn hậu hai bên như quý anh chị đã thấy đây. Đấy, còn cực kỳ mới, cực kỳ trong này, và tất cả những phần sơn si như quý anh chị đã thấy đây. Đấy, tất cả những mép cửa và sơn si còn cực kỳ đẹp nhé quý anh chị nhé. Đấy, chiếc này lốp lắp dày. Đấy, lốp lắp dày và vành thì không một vết xước quý anh chị nhé. Tất cả phần cua lốp là keo chỉ còn nguyên zin nhé quý anh chị nhé. Keo chỉ, cua lốp còn nguyên zin nhé quý anh chị nhé. Đấy, 4 lốp dày. Đấy, các kính còn zin theo xe. Đấy, xin em tích hợp trên gương nhé quý anh chị nhé. Đang trời đang mưa phùn. Đấy, em vừa rửa dọn xong để cho quay qua để quý anh chị nhà mình xem qua nhé. Lốp lắp dày này. Đấy. Rồi. Sơn si thì như quý anh chị đã thấy đây. Đấy. Tất cả phần gân gai trên mặt cabo như quý anh chị đã thấy đây, cực kỳ chất, cực kỳ đẹp nhé quý anh chị nhé. Cái chất cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đấy, 4 lốp dày này, tất cả cái phần mép cabo như quý chị đã thấy đây, và phần dập đổi trên cabo còn cực kỳ đẹp nha quý chị nhé. Mặt ga răng này, mặt ga răng này, và phần logo tất cả còn rất đẹp. Đấy, rất đẹp luôn đúng không ạ. Tí em quay vào phần khoang máy để quý anh chị nhà mình xem qua. Đây, cái cặp đèn pha hai bên thì khá là trong nhá. Tuy rằng là cái phần này thì mai em sẽ cho đánh bóng phần ngoài để cho nó mất cái phần hơi bị ố theo thời gian này, nhưng mà đó là đèn trần zin theo xe và đèn xịn nhé quý anh chị nhé. Tất cả các mép này, các mép các bác nhìn là đã biết là cái độ chất, độ đẹp của chiếc Innova 2015 bên em vừa cập bến về nhé quý anh chị nhé. Em quay như này là quay mộc luôn cho quý anh chị nhà mình xem. Mai em sẽ lên một cái video khác mới khi em cho đánh xong cái phần đèn này, em sẽ cho các bác xem. Đấy, độ chất, độ đẹp của nó nhé quý anh chị nhé. Đây, sinh nhan tích hợp trên gương, và đặc biệt đăng kiểm đến tháng 6/24, tất cả keo chỉ không mất một phân các bác nhé, không mất một phân keo chỉ nào. Đấy, không mất một phân keo chỉ nào quý anh chị nhé. Đây. Đấy, quay cho bác xem chi tiết đây. Đấy, keo chỉ còn không mất một phân nào quý anh chị nhé. Đấy, keo chỉ nguyên zin. Các bác nào xem đã từng mua Innova, đi Innova rồi thì quý anh chị thấy độ chất, độ đẹp của nó ngay nhé quý anh chị nhé. Đấy, đây, tablo này, tablo tất cả ghế da. Đấy, còn cực kỳ chất, cực kỳ đẹp này quý anh chị nhé. Đây, bu lông góc vít cánh cửa này. Đấy, đẹp, cực kỳ đẹp, cực kỳ chất quý anh chị nhé. Tất cả chưa có vết tháo vặn đâu quý anh chị nhé. Đấy, sơn zin trong lòng trong còn nguyên zin hết quý anh chị nhé. Đấy, mở các cánh cửa ra để quý anh chị nhà mình, trời tối rồi. Đấy, các chỗ đã bật đèn rồi quý anh chị nhé, nên là em phải mở 4 cánh ra cho quý anh chị nhà mình xem. Đấy, cho nó sáng, cho đủ độ sáng một chút để quý anh chị nhà mình xem qua nhé. Đây, keo chỉ các cánh này, 4 cánh còn nguyên zin hết tất cả. Đấy, các bác nhìn. Đấy, độ chất, độ đẹp này. Đấy, keo chỉ nguyên zin, không mất một phân keo chỉ nào quý anh chị nhé. Đấy, bu lông góc vít cánh cửa còn sáng choang như mới này. Đấy, một chiếc Toyota Innova 2015 còn đẹp phong cảnh như này quý anh chị nhé. Tabi tablo này. Đấy, cực kỳ chất đẹp này. Đấy, chân thì nguyên bản theo xe rất mới luôn.
Đấy, vô lăng đẹp này, vô lăng cực kỳ đẹp nha quý vị chị nhá, vô lăng cực kỳ đẹp, ghế da đẹp này. Đấy, các bác mua về là sẵn sử dụng luôn. Đấy, có thể là ra kiếm tiền được luôn quý vị chị nhá. Đây, màn hình theo xe và tất cả các phần nhựa táp lô táp ly còn cực kỳ đẹp nhé. Đây, tất cả phần nhựa đây, như quý chị đã thấy đây. Đấy, củ số đẹp này. Đấy, tất cả các phần da củ số còn nguyên bản nhé quý chị nhé. Đấy, cực kỳ chất, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, tất cả các sân sơn lòng trong này còn nguyên bản này, nguyên bản còn đẹp như thế này quý chị nhé. Thì quý chị có thể thấy, có thể đánh giá được là một chiếc Innova đẹp đến như nào quý chị nhé. Đấy, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ chất. Đây, táp bi tâm lô cánh cửa đằng sau bên phụ này, tất cả keo chỉ như quý chị đã thấy đây. Đấy, zin thì nhìn các bác nhìn là các bác biết luôn rồi. Đấy, zin là các bác nhìn các bác biết luôn các bác nhé, không cần phải mang theo thợ, các bác đã đánh giá được luôn rồi. Nếu các bác đã từng đi Innova, đã từng chạy Innova thì các bác biết ngay rồi các bác nhé. Đây, đấy, ghế da đẹp này. Những phần này em quay qua cho các bác xem để các bác không cần phải dẫn theo thợ, các bác cũng có thể là chốt được nha các bác nhé. Đấy, keo chỉ các cánh này. Đấy, rồi cốp đít nha các bác nhé. Đây, đấy, quay sát để các bác có thể thấy được. Đây, đấy, tất cả phần cốp đít này, ốc cốp đít còn chưa có tháo mặn nhé, đinh tán này. Đấy, các bác xem sơ qua để các bác có thể thấy được mà không cần phải dẫn theo thợ các bác nhé. Đây, đấy, đinh tán này, rồi keo chỉ nguyên zin, ốc cốp đít này. Đây, quay sát cho các bác xem nhé. Đấy, zin nét đẹp nha các bác chị nhá, zin nét đẹp, không mất một phân keo chỉ nào đâu các bác nhá. Cốp đít này không mất một phân keo chỉ nào các bác nhá, còn đẹp như này. Đấy, tất cả nguyên zin hết, tí em quay thêm vào phần khoang máy để các bác chị nhà mình xem thêm nhé. Đây, đấy, hốc canh cửa hai bên, bên kia vừa em quay rồi, bây giờ em quay cho bác xem bên phụ nó nhé. Đây, keo chỉ nó còn đẹp như này, các bác không cần phải dẫn thêm thợ, các bác tự có thể mình xem được các bác nhé. Thế quay thêm vào phần khoang máy nữa để các bác xem thêm nhé. Đây, keo chỉ đây, bốn cánh cửa em đã quay hết cho bác xem rồi nhé. Đây, zin đẹp như này, một chiếc Toyota Innova 2015 đẹp cóng cạnh như này các bác nhé. Đấy, nội thất cực kỳ tươi đúng không ạ, một chiếc phải nói nội thất cực kỳ tươi tắn luôn, không taxi không dịch vụ đâu các bác nhé, không taxi không dịch vụ mới được đẹp này. Nếu taxi dịch vụ thì khoan đục rồi là đổi màu thì không được đẹp này đâu các bác nhé. Tí quay qua cho bác xem thêm phần khoang máy nữa để các bác thấy độ chất độ đẹp của một chiếc Innova 2015 mới cập bến bên nhà em các bác nhé. Đấy, các bác nhanh tay để sở hữu một mẫu đi gia đình, hoặc là có thể là chạy dịch vụ trong cái dịp đầu xuân mới các bác nhé. Đầu xuân mới năm rồng. Đấy, các bác nhanh tay để kiếm tiền đi. Đấy, năm rồng chuẩn bị tới rồi. Đấy, đầu năm đầu xuân mới. Đấy, để kiếm tiền chạy dịch vụ này thì khá là ok các bác nhá. Đấy, trời tối rồi các bác nhá. Đấy, quay qua phần khoang máy chiếc Innova 2010 vừa cập bến bên em. Đấy, em vừa cho rửa khoang máy xong cũng khá sạch sẽ nhé các bác nhá. Đây, chiếc này nguyên zin, máy zin lên tận mặt giàn cò nhé các bác nhá. Đây, đấy, máy zin lên tận mặt giàn cò luôn, cam kết với quý anh chị nhà mình. Máy không zin, các bác về xem xe em sẽ trả tiền phí đi lại cho quý cô bác anh chị nhà mình nhá. Đây, tất cả ốc cabo này, rồi keo chỉ cabo còn nguyên zin nhé, không mất một phân keo chỉ nào quý anh chị nhá. Đấy, đây, trời tối rồi, đèn flash đã lên quý anh chị nhá. Đây, cabo đây, rồi tất cả phần ràng nhé quý anh chị nhá. Đấy, nguyên bản hết coi nhá, nguyên bản luôn. Đấy, sáng choang như này quý anh chị nhé. Đây, rằng còn nguyên bản hết quý anh chị nhé, nguyên bản hết. Đây, đấy, sassi đây. Đấy, quay để cho các bác xem qua và có thể không cần dẫn theo thợ, các bác cũng có thể tự chốt được các bác nhé, tự chốt một chiếc xe đẹp được. Đấy, đây, tất cả phần rằng đây,
còn nguyên bản hết quý anh chị nhé. Có một chút là xấu là một chút này hơi đục theo thời gian. Đấy là đèn zin theo xe, dưới này thì ok các bác nhá, dưới này thì ok này, trên này thì nó hơi đục theo thời gian. Đấy, mai em sẽ cho đánh bóng, đánh bóng để các bác hôm nào về sẽ không nhận ra chiếc đèn này các bác nhá. Đấy, tất cả zin nguyên zin hết này, các bác nhìn đẹp cóng cạnh như này. Đấy, chiếc này thì em chê mỗi một chút là xỉn chiếc đèn này theo thời gian. Hơi xỉn thôi, dưới đây thì là trong này, dưới đây trong khá là ok nhá quý chị nhá. Trên này thì do là mưa gió nó bị hơi ố một chút thì em sẽ cho đánh, mai sẽ cho đánh đẹp. Thì vừa về xong em chỉ cho rửa dọn qua thôi, chiếc này em không phải làm bất cứ một thứ gì. Mỗi chiếc đèn này mai em cho đánh khoảng cứ 15 phút là chiếc đèn này các bác sẽ không nhận ra nhé, các bác sẽ không nhận ra luôn. Đấy, các bác nào đang có nhu cầu một chiếc 7 chỗ Toyota Innova để chạy gia đình hoặc chạy dịch vụ, một chiếc siêu chất, các bác nhanh tay liên hệ cho em nhé, nhanh tay liên hệ cho em để sở hữu được một mẫu siêu chất siêu đẹp nhé.